thành phố Hà Nội đã và đang đầu tư xây dựng hơn 70 cầu đi bộ cùng hàng chục hầm đi bộ ở các tuyến đường trọng điểm. Tuy nhiên, cầu đi bộ thưa thớt người qua lại, hầm đi bộ trở thành nơi tập thể dục, đạp xe, đánh cầu. Trong khi đó, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân vẫn băng qua đường giữa những làn xe đông đúc như thế này, thậm chí treo rào để sang đường, gây mất an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, hầm và cầu vượt đi bộ là một loại công trình giao thông hiện đại dành riêng cho người đi bộ ở các đô thị để bảo đảm an toàn giao thông. Tuy nhiên, thực tế trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay cho thấy một số hầm cầu đi bộ chưa phát huy được hiệu quả, hiếm người qua lại, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Làm thế nào để các cây cầu và hầm đi bộ này phát huy tối ưu hiệu quả vẫn là bài toán khó. Để có thêm góc nhìn về vấn đề này, chúng tôi đã kết nối với tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, giảng viên chương trình thạc sĩ kỹ thuật hạ tầng Đại học Việt Nhật. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay của Truyền hình Nhân dân. Thưa ông, thành phố Hà Nội đã đầu tư xây dựng hàng trăm cầu và hầm đi bộ, nhưng rất nhiều trong số đó vẫn chưa được sử dụng hiệu quả. Theo ông, nguyên nhân vì sao? Vâng, tôi nghĩ rằng ở đây cái nguyên nhân chính, nguyên nhân chủ yếu nhất đó là cái ý thức về an toàn giao thông vô cùng thấp của người đi bộ khi qua đường. Việc xử lý quy trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tai nạn khiến cho người đi bộ cũng có phần là nhờn, vì cho rằng là khi mình đi bộ không qua đường, không đúng chỗ đi nữa thì ô tô xe máy vẫn phải tránh mình. Cùng một người đó, người Việt của chúng ta ở Hà Nội thì tùy tiện băng qua đường, nhưng mà đi ra nước ngoài thì không dám băng qua đường mà phải đi đến vị trí có đèn xanh đỏ mới dám băng qua đường. Thì cái sự khác biệt đó ở đâu? Tôi cho rằng đó chính là cái sự khác biệt giữa cái việc là quy trách nhiệm như thế nào. Cụ thể hơn, tại một số quốc gia khác, hầm hay cầu đi bộ đã phát huy vai trò như thế nào và việc xử phạt người đi bộ sai quy định đang được thực hiện ra sao, thưa ông? Cầu vượt qua đường hoặc là hầm đi bộ đương nhiên là nó đóng vai trò rất quan trọng để đảm bảo có cái phương tiện qua đường một cách an toàn đối với người dân, đồng thời là đảm bảo cho các phương tiện ô tô xe máy không phải dừng quá lâu và tránh được cái xung đột trực tiếp khi mà người dân đi bộ qua đường. Và không chỉ cần là đến nước tiên tiến mà như ở Thái Lan chẳng hạn, thì có những cái con đường lớn người ta ghi rất là rõ ở cái phần lan can ở giữa đường là nếu mà tùy tiện băng qua đường bị phát hiện thì phạt $200, ghi rất là rõ bằng tiếng Anh. Cho nên là tôi nghĩ là nó sẽ có cái tác dụng răn đe rất là lớn. Theo ông, từ những kinh nghiệm quốc tế, chúng ta cần có giải pháp như thế nào để việc sử dụng hầm và cầu đi bộ trở nên hiệu quả hơn? Tôi nghĩ là cái việc giám sát và xử phạt cũng là một biện pháp khá là quan trọng để nâng cao ý thức của người dân khi mà phải đặt mình trong cái tình trạng là phải chịu trách nhiệm về cái hành vi của mình, thì tôi nghĩ là sẽ có sự thay đổi trong cái ý thức của người dân. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm tỷ đồng đã được thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng các cây cầu và hầm đi bộ. Tuy nhiên, để những hạng mục này phát huy hiệu quả, từng bước góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, các cây cầu và hầm đi bộ cần được thiết kế và quy hoạch ở những vị trí phù hợp. Và trên hết, cần tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông cho người đi bộ. Bởi dù được đầu tư và tính toán, quy hoạch nhiều đến đâu, các cây cầu và hầm đi bộ vẫn sẽ trở nên lãng phí nếu người dân vẫn có thói quen tiện đâu sang đường đó.